Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông trọng điểm đường Vành đai 4 và đường Tân Phúc Võng Văn, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn ra chiều qua. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2023. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các dự án ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2024. Rà soát lại các dự án để đưa vào hoặc loại ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm nếu cần thiết, tăng cường thanh tra kiểm tra việc chi trả giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về vấn đề xác định giá đất tái định cư. Các địa phương chủ động bố trí khu vực tái định cư, xây dựng nghĩa trang để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng dự án đề ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện. Lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong những ngày cuối năm 2023 tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sát Tết Nguyên đán, trong đó số lượng kiều hối cao nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối về thành phố trong năm 2023 ước đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức kiều hối cao nhất từ trước đến nay. Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng của Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, dòng kiều hối về Việt Nam vẫn duy trì vị trí trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong top 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kiều hối luôn được đánh giá là một trong những nguồn cung góp phần đảm bảo quan hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối. Ngay trong tối qua ngày 12 tháng 1, ngày đầu ra quân kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hưng Yên đã lập 26 chốt kiểm tra nồng độ cồn trên 1.000 phương tiện. Trong đó xử lý 33 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 250 triệu đồng, tạm giữ 33 phương tiện, tước 23 giấy phép lái xe. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ chia làm nhiều tổ, tập trung kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường vào trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và vùng lân cận. Các cụm này thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn của các đội trạm mà cụm đó đảm trách, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn chất kích thích gây ra. Liên quan đến vụ chồng dùng kiếm đâm vợ tử vong ở chung cư Lạc Hồng Phúc, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được người chồng là đối tượng Đặng Quang Sơn khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024, tại chung cư Lạc Hồng Phúc thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai vợ chồng, Đặng Quang Sơn, sinh năm 1986, đã dùng kiếm đâm chị Lê Thị Mờ là vợ Sơn, sinh năm 1987. Chị Mờ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024 thì tử vong. Đối tượng Sơn sau đó đã bỏ trốn. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, các lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh, lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng sau 24 giờ gây án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Đặng Quang Sơn về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề xuất các cơ quan kinh doanh dược phẩm không bán hàng qua livestream. Do việc kinh doanh dược trực tuyến chưa được pháp luật công nhận, vì thế bán thuốc qua hình thức livestream là vi phạm pháp luật. Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, được phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử thông qua website, ứng dụng bán hàng, sàn giao dịch điện tử được cấp phép bởi ngành công thương.
Tuy nhiên, các cơ sở này cũng không được bán trên nền tảng mạng xã hội, livestream trực tuyến. Theo quy định, kinh doanh dược là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vừa qua tại huyện Văn Lâm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức đánh giá mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn làng nghề. Trong thời gian một ngày, các nhà khoa học đại diện công ty lữ hành du lịch được tham gia trải nghiệm không gian văn hóa Bắc Bộ ở làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, gồm chùa Nôm, ngôi chùa cổ còn lưu giữ được nhiều pho tượng cổ bằng đất, thăm các công trình cổ tại làng Nôm như cổng làng, cầu đá, nhà thờ họ, nhà cổ, đình Tam Giang, thưởng thức các đặc sản của địa phương và nghe hát ca trù chống quân trong không gian đình làng, tìm hiểu quy trình đúc đồng và chiêm ngưỡng các sản phẩm. Các thành viên trong đoàn đánh giá đây là tour du lịch hấp dẫn, đa dạng sản phẩm du lịch, điểm tham quan và trải nghiệm ấn tượng. Mô hình du lịch nông thôn và làng nghề này cần được đưa vào khai thác thường xuyên, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch Hưng Yên phát triển. Vào tối qua ngày 12 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc lễ hội hoa anh đào Điện Biên Phủ năm 2024 với chủ đề trải nghiệm bá quang ngắm hoa anh đào. 10 năm trước, Hội quán Đạo Đức Nhật Bản đã trao tặng tỉnh Điện Biên 1.000 cây hoa anh đào, quốc hoa của Nhật Bản để trồng trên địa bàn tỉnh. Quá trình sinh trưởng, cây anh đào tương thích, phát triển phù hợp điều kiện khí hậu đất đai thổ nhưỡng của tỉnh. Đến nay, hoa anh đào Điện Biên Phủ trở thành thương hiệu điểm đến hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước. Lễ hội được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024. Hoạt động này mở màn cho nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Điện Biên trong năm 2024 như lễ hội Hoa Ban năm 2024, năm du lịch quốc gia Điện Biên kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên và 75 năm thành lập Đảng Bộ Tỉnh. Chuyển sang phần tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 11 tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới có thể khiến GDP toàn cầu giảm 4,5% khi các nước triển khai các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro. IMF cho biết đã nhận thấy một số dấu hiệu ban đầu về chiến lược giảm thiểu rủi ro và sự phân mảnh về kinh tế trong dữ liệu mà thể chế tài chính này đang xem xét. Một số khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang gia tăng giữa các nước có liên kết về địa chính trị, trong khi các biện pháp hạn chế thương mại có xu hướng tăng lên trong khoảng 5 năm qua. Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương hồi tháng 10 năm 2023, đội ngũ của IMF đã từng đánh giá tác động kinh tế của chiến lược giảm thiểu rủi ro. Theo đó, một số chiến lược tiềm ẩn, lực cản với sự tăng trưởng, đơn cử như việc GDP toàn cầu có thể giảm 1,8% trong một số trường hợp nhất định. Trong trường hợp chiến lược giảm thiểu rủi ro mang tính cực đoan hơn, GDP toàn cầu có thể giảm tới 4,5%. Ngày 12 tháng 1, Bộ Kinh tế và Kế hoạch của Cuba cho biết vừa cấp phép hoạt động cho 133 doanh nghiệp vừa và nhỏ, đưa tổng số doanh nghiệp loại này được phê duyệt kể từ tháng 9 năm 2021 đến nay lên gần 10.000 đơn vị. Bộ trên cho biết trong số các đơn vị kinh tế mới này có 128 doanh nghiệp tư nhân và 5 đơn vị thuộc sở hữu nhà nước. Các doanh nghiệp vừa được cấp phép chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại thực phẩm và quần áo, vận tải hành khách, sửa chữa xe có động cơ và hoạt động lập trình máy tính. Hiện gần 20% các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Cuba hoạt động trong ngành chế tạo, 12% trong ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, mang lại việc làm cho 225.000 người Cuba, trong đó có 189.000 việc làm mới. Số liệu chính thức cũng cho thấy những lĩnh vực nêu trên sử dụng hơn 15% lao động của đất nước và đóng góp gần 14% GDP. Theo thông báo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tăng trưởng kinh tế của nước này trong tháng 11 vừa qua đã bất ngờ tăng so với tháng trước đó nhờ hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, thuê xe và sự ăn nên làm ra của các công ty trò chơi điện tử. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh trong tháng 11 năm 2023 tăng 0,3% sau khi ghi nhận mức giảm 0,3% trong tháng 10. Các chuyên gia kinh tế thuộc nhóm nghiên cứu cho rằng GDP thực tế của Anh lượng dòng thành công trong tháng 11 có thể là tín hiệu cho thấy nền kinh tế của xứ sở sương mù đã thoát khỏi suy thoái trong năm 2023.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng trên được tính toán dựa trên nền tăng trưởng thấp của năm 2022, cộng thêm việc kinh tế Anh đã bị suy giảm trong quý 3 năm 2023, nên vẫn còn những lo ngại rằng Anh có nguy cơ sẽ rơi vào suy thoái trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.